Đây, đây là cái giao diện của chúng ta design xong nhá. Công việc đầu tiên chúng ta cứ làm các cái gì mà chúng ta làm trước, phải làm trước nhá, phải làm trước và làm được thì chúng ta sẽ được tính điểm nhá. Ví dụ như là khi mà design xong như này này, các em được 2 điểm này. Còn các em mà cứ gấp mà các em thả lung tung như này thì sẽ không có điểm thiết kế nhá. Được chưa? Đấy. Ví dụ như là loát được cái form, loát được dữ liệu phong ngành thì thêm điểm nữa này, lớp có thêm điểm nữa này, đấy là 4 điểm này đúng không, nhập được sinh viên nữa đấy là 5 điểm này đó. Nhưng tất nhiên là kỳ thi thì không phải là một form mà chúng ta sẽ phải ít nhất là 2 form nhá, 2 form và thiết kế trong 2 form ra được 2 điểm đấy. Chẳng hạn như vậy, mà nếu chúng ta mà thiết kế không đúng thì chúng ta mất điểm thiết kế đấy. Mà khi load được dữ liệu vào những cái textbox đầu tiên này là chúng ta sẽ được thêm điểm này, nhập được đấy. Chúng ta cứ làm được đến phần nhập là chúng ta được 5 điểm rồi đấy, sau đó là sửa xóa nữa thì được 6 7 điểm. Còn lại thì các điểm còn lại ở đâu thì đó là những cái điểm phải bắt lỗi rồi các thứ nữa. Ví dụ như là chúng ta nhập mã sinh viên, nhập họ tên chẳng hạn, mà chúng ta nhập mà có số chẳng hạn thì là nếu chúng ta bắt được lỗi đấy là chúng ta sẽ được thêm điểm này chẳng hạn. Hoặc là khi xóa một sinh viên chẳng hạn, mà sinh viên đấy mà xóa sinh viên này không vấn đề gì, nhưng mà ví dụ như xóa lớp chẳng hạn, đó, xóa một lớp mà lớp đấy đã tồn tại sinh viên rồi thì chúng ta không xóa được, nó sẽ báo lỗi, và chúng ta nếu chúng ta bắt được lỗi đấy nữa thì chúng ta cũng lại được thêm điểm chẳng hạn. Hiểu chưa? Tức là nó có ràng buộc và chúng ta sẽ xóa, sẽ báo lỗi. Các em gặp những lỗi đấy rồi đúng không? Học môn cơ sở dữ liệu biết rồi. Đấy. Và chúng ta sẽ bắt đầu với cả việc loát dữ liệu phong ngành nhá. Cái này thì cũng giống ở các form trước thôi. Đấy. À, form sinh viên. Thì chúng ta sẽ dựa vào các form trước chúng ta làm thôi. Dưới đây chúng ta có form lớp này chẳng hạn này. Đấy, chúng ta sẽ dựa vào các form trước chúng ta làm. Đầu tiên là chúng ta phải đưa thêm vào using đúng không? Nên space using SQL cho nên ta thêm plan này. Đấy. Nên vào đây. Sau này chúng ta sẽ thấy rằng là các cái đoạn code này nó trùng nhau, chúng ta sẽ đưa vào một lớp riêng cũng được, lớp riêng chúng ta gọi, nhưng mà thôi. Tại vì là chúng ta cũng hơi yếu về cái môn lập trình đối tượng nên là thầy cũng không yêu cầu các em quá nhiều. Đây thì cầu các em về kỹ năng làm được là được. Đó, đây là các cái nội dung giống nhau này, kết nối đến cơ sở dữ liệu này. Được chưa? Và form lớp loát này thì ở đây là form sinh viên loát đúng không? Đó, form sinh viên loát thì chúng ta sẽ kích đúp lên phần tiêu đề. Kích đúp, được chưa? Công việc của chúng ta là khi mà form sinh viên này được bật lên thì nó sẽ loát dữ liệu vào trong cùng bóc ngành. Đây, chúng ta sẽ copy cái nội dung này nhá. Cô bóc ngành thì bây giờ nó sẽ là cô bóc sinh viên, cô bóc ngành thật vẫn là cô ngành, vẫn giống đúng không? Tên này, ngành học này, select tên và ngành học. Vẫn giống, mọi thứ giống nhỉ? Như vậy là đến đây là giống hệt luôn này, giống hệt phong lớp đúng không? Chạy thử luôn nhá. Cho được ngành nó nhỉ. Rồi. Như vậy là đến đây chúng ta đã loát được form ngành học rồi. Loát được form ngành học rồi, nhưng vấn đề là bây giờ là chúng ta phải dựa vào cái ngành học này mà
lọc được ra lớp đúng không, lọc ra lớp đấy, cái vấn đề đấy là bây giờ là khó khăn này. Thì bây giờ chúng ta ở lớp này, à, từ ngành này, từ ngành sau khi chọn xong thì chúng ta lọc ra lớp đúng không, vậy thì chúng ta cần và sự kiện ở trên ngành học này, đó là sự kiện chọn trên ngành học đúng không nhỉ. Chúng ta sẽ xem là cái sự kiện trên ngành học này và kích và event này và thuộc tính nhá, và event này. Đấy. Thì sự kiện nó là selected index trên thì chắc là hợp lý rồi, đúng không nhỉ? Đấy. Chúng ta kích đúp vào trên này hoặc là kích vào đây cũng được. Kích đúp trên này nhá. Index trên. Và bây giờ là chúng ta dựa vào cái việc là con ngành này để lọc ra các lớp đúng không? Đấy. Ta lại copy nhá. Ở đây chúng ta copy thì chúng ta sẽ thấy rằng là thiếu cái phần kết nối này đúng không? Kết nối này đã được mở rồi, đã được khởi tạo rồi nên chúng ta sẽ không cần cái này nữa. Và đây thì chúng ta thấy công bố ngành sẽ thay thế bởi công bố bóc gì? Lớp. Đấy, công bố lớp nhá. Và quan trọng cái lệnh này này. Đấy, bây giờ cái lệnh này mới là vấn đề này. Làm sao mà chúng ta lọc được đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ dựa vào ta sẽ dựa vào dataset nhá. Cái này thì gần như là rất là ít thầy cô cho các em làm bằng dataset, tức là ở đây thì dataset này thì mục tiêu của chúng ta sử dụng dataset này là cái mô hình disconnected cơ, nhưng mà disconnected thì nó sẽ hơi phức tạp cho nên là thầy sẽ dẫn các em sử dụng một mô hình là connected model thôi, nhưng mà cái phần dataset này chúng ta vẫn đưa vào đây để tạo câu truy vấn cho nó chuẩn xác để sinh nhật. Và đây là chúng ta đang muốn là tìm ra lớp theo ngành đã chọn đúng không? Chúng ta sẽ add query nhé. Và chúng ta chọn select này. Đây cái nội dung này, phần nội dung khá là phức tạp ấy. Làm sao để mà chọn được ngành theo lớp đúng không? Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ thử add thêm, à, chọn lớp theo ngành đúng không, thử add theo vào đây đấy, được chưa. Và chúng ta để tên ngành nhá, để tên ngành, tên tên ngành vào đây nhá. Đấy, chúng ta sẽ thấy tên ngành dưới này này, đây là tên ngành nhá, tên ngành chúng ta cái phần alias này chúng ta tương đương với add đấy đúng không. Khi mà để như này mà chúng ta chạy thử này thì chúng ta sẽ thấy rằng đây chúng ta có tên ngành đúng không, và đây có tên lớp này đúng không nhỉ. Đấy, như vậy như này. Bây giờ chúng ta phần output này chúng ta bỏ tích đi này, chúng ta không cần tên ngành học đúng không, chúng ta không cần ID ngành, chúng ta không cần liên hệ và chúng ta cũng không cần ID đúng không, chúng ta chỉ cần tên lớp thôi. Đây là tên lớp nhá, tên lớp, à, chúng ta để alias này cho dễ nhìn, à, tên lớp này. Đấy, chúng ta sẽ thấy rằng là ra một loạt các lớp đúng không? Ở đây là ra tất cả các lớp lập trình máy tính 1, lập trình máy tính 2, lập trình máy tính 3, quản trị mạng 1. Nó đây là những lớp mà chúng ta đã add rồi. Còn nếu bây giờ chúng ta sẽ làm một việc như này này, đó là filter, các em nhìn thấy cột filter này, cột filter này, nhá. Là chúng ta lọc theo, chúng ta điền đây là A còng ngành học nhá, filter lọc cho ngành học đây. Mà chúng ta bây giờ chúng ta sẽ bấm thử vào đây là SQL query và chúng ta điền vào đây là lập trình máy tính này đấy, thì nó ra ba lớp đúng không. Tiếp tục chạy lại thử nhá, ở đây chúng ta điền là QTM và ok thì nó ra ngành quản trị mạng, ok chưa.
Đấy, như vậy là đây là cái query mà chúng ta sẽ cần dùng nhá. Đây chính là query mà chúng ta cần dùng để lọc lớp theo ngành được. Được chưa nhỉ? Đấy. Thì đây là câu truy vấn mà thực chất là các em sẽ phải tự làm, đúng không? Sẽ phải tự làm như ở các môn hệ quản trị cơ sở dữ liệu hoặc là môn cơ sở dữ liệu, đúng không? Những cái câu truy vấn này các em làm rất là nhiều rồi. Đấy. Các em phải gõ đúng không? Phải gõ và các em gõ khá là lâu mới ra được. Nhưng ở đây thì các em thấy rằng là với công cụ này nó sẽ tạo tự động cho các em nhá. Đây các em phải chính xác rồi, các em copy. Copy cái này. Đây, và chúng ta sẽ đây đâu nhỉ? Đây phòng sinh viên đây. Không phải nhầm. À, chúng ta sẽ paste vào đây nhá. Thì đây là cái query mà chính xác đúng không? Query chính xác của chúng ta. Và query này thì các em thấy rằng là nó có một cái biến là biến gì? Ngành học đúng không? Biến ngành học này chúng ta sẽ đưa vào trong parameter của command thực hiện nhá. Thực hiện chấm parameter chấm s. Đấy. Giờ biến này nào đó, chết rồi. Copy này, paste vào đây nhá. Và sqldbtype ở trên này nhá. Chấm nvarchar nhỉ. Và dữ liệu được đưa vào đó chính là cái text box. À quên, cái comma box đúng không? Cái comma box gì? Comma box ngành. Đấy. Thực hiện chấm parameter chấm value bằng comma box ngành chấm sách và copy biến này vào đây. Đấy. Và dữ liệu được đổ vào comma box lớp. Đấy. Đặt comma box lớp đây. Đây nhá. Nhớ nhá. Và kết nối chấm close trên nhá. Bây giờ chúng ta chạy thử nhá. Bây giờ các em nhìn thấy cô bóc lớp chưa có dữ liệu này, đúng không? Có ngành có dữ liệu và chúng ta chọn này, quản trị mạng này. Có một lớp, đúng không? Lập trình máy tính. Có ba lớp. Ok chưa? Đấy. Thì đây chính là cái nội dung mà khác biệt với cả hai form còn lại, đúng không? Nó cũng hơi hơi giống cái form lớp nhưng mà nó sẽ phức tạp hơn, đúng không? Đấy. Và bây giờ nội dung tiếp theo chúng ta sẽ là sau khi mà chọn lớp thì chúng ta phải ra được ID của lớp để đưa vào dữ liệu gì của bảng sinh viên. Ok chưa? Nhá.